Wait. Chú trà, chú biết rồi, chú trà.
cân. Vâng, lấy đằng này. 3 cân đi. Củ tươi ơi. 7 kéo gì nữa tao. Tao của mình lấy là 520. 520. Chút cả đó. Năm to lên 50 bằng 2 tờ 50. Tốt ở nhà. Thank you.
Đây.
dễ quá. Bye.
sao nè? Nữa hả? Thank you.
Chín rồi, ngọt lắm. Vâng, thế để cho con cắt với nhá. Ơi, xuống đây. Vâng. Dưa ngọt. Dưa này nhà bà dưa siêu ngọt hả bà? Siêu ngọt đấy, dưa nhà bà đảm bảo 100%. Vâng. Bà chuyên bán ra Hà Nội chứ không phải bán ở đây. Vâng. Dưa lúc nào cũng toàn người Hà Nội đấy. Cố với lên.
Hôm qua ta thấy cái con bé. Không phải lín thở à. Cắt đấy không tí mẹ nhặt dạ. Cắt đấy không tí mới nhặt vâng. Ai cho ngay vào tủ đẩy vô chuột bỏ ai mẹ kia lên mày về ai cứ đổ hết đấy không tí làm chuyến này nữa thì thấy áo bóng nó thâm ấy. Dưới này có hai quả chín trắng này. Vâng. Dưa này xanh nó đắng. Xanh nó đắng ngay. Vâng. Đó. Rồi kéo bấm lại. Hôm qua hôm nay có quả
khỏe không cho tiền. Vâng. Bảo rồi ông đợi ông cho mỗi người thứ. Không cho ai hết mà không lấy hết quả. Vâng. Trắng. Chắc không đan đầu ấy đâu nhỉ? Bà cắt lấy cho. Dưa nó chín thật thơm lắm rồi. Nếu mà nó không chín là nó không thơm đâu. Chín trắng. Wow, to thế mà. Chín vàng đấy, ngọt lắm đấy. Qua đây, qua bé bé đấy. Qua đây, đấy, qua đây được. Cái quả bé đấy. Ở đây được không? Quả chín bé đấy, quả đấy dưa gốc á. Đấy rồi, rồi. Đấy rồi, đấy rồi. Đó, cho bà miếng nào đang tầm đói này, dưa này ngọt lắm ấy này. Dưa này quá ngọt. Nếu mà ai muốn ăn dưa đây chỉ có về nhà bà Ly Quân ở chạy thượng này. Dưa này quá ngọt. Vì bao nhiêu năm nay là bà toàn dòng dưa này thôi. Ăn đi. Vì dòng dưa. Ngọt. Ngọt thế bà nhỉ. Bà này sâu vẹo quá. Anh ơi, ăn dưa anh ơi. Dưa siêu nếu mà đó. Ai muốn ăn dưa chỉ có về nhà bà thôi. Ngọt thật nhỉ. Quá ngọt. Nhiệt thật. Hai bà cháu ăn quả dưa này no quá bạn. Đúng thế, mà nó ngọt ngọt sắc nhỉ. Ngon. Chứ nó không phải là ngọt ngọt bình thường mà ngọt ngọt đậm ấy. Vâng. Bao nhiêu cô giáo Tân An, trường Tân An là toàn dưa này hết. Vâng. Ba hộ con một tay vậy. Nào, ôi ôi, ai ba này. Dưa thơm thế thơm rồi ạ. Ngon bạn. Ừ, mùi thơm ngọt lắm. Con xin con về đấy bạn. Ờ, đây về nhá. Ờ. Lần sau lại đến. Vâng. Nào, đeo đi ngủ. Thế cơ, từ sáng chưa xong cơ à. Trời ơi, 9 cân rồi con. Em cũng mệt.
vào đây để riêng đi bà. Vào đây ngọt lắm đấy. Bây giờ là bồ dưa rồi đó, bồ dưa. Ủa? Cái măng này mấy bức cân? Anh em bán gần hết bầu rồi còn gì nữa. Cảm ơn nhé.
nó quả nó thơm đấy chị. Cái quả vàng này chị này, sáng em của cái quả vàng này chú ngọt lắm. Huh?
Thank you.
Thank you.
Ê, cái này sao thế? Ê, cái này sai chưa?
Wow.
dầu cơm bên cả quả lúc đấy mà lại chắc mấy không dầu cơm mà còn thank you.
You
Yeah.